Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc xe, đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu đen. Chiếc xe này thì bên em còn hàng tồn sản xuất 2023. Xe là xe mới 100%. Nhưng mà do sản xuất 2023 cho nên bên em đang có một mức giá bán rất là tốt cho quý anh chị. Với giá niêm yết là 545 triệu thì hiện tại bên em đang bán cho quý anh chị chỉ với giá là 492 triệu. Và tặng phụ kiện đi kèm thì sẽ có là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng, đó, hỗ trợ chi phí đăng ký đăng kiểm. Với cái giá xe là 492 triệu và có sẵn màu đen giao ngay, em chỉ còn màu đen thôi thưa quý anh chị, thì chi phí giao biển tại Bắc Ninh thì đâu đó rơi vào khoảng là 551 triệu, 551 và đến 552 triệu, tùy theo địa bàn và nơi cư trú của quý anh chị. Em vẫn hỗ trợ cho quý anh chị trả góp với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ với 0,44% một tháng. Thời gian vay tối đa là 8 năm và tỷ lệ vay là 80%. Đó. Thì đây là phần nội thất của xe. Thì nội thất của xe thì có những cái tông màu chủ đạo như là màu kem và màu đen. Đấy. Ghế của xe đã trang bị hoàn toàn là ghế da rồi. Hệ thống túi khí là 6 túi khí, rất là an toàn. Thưa quý anh chị, vô lăng của xe thì là vô lăng bọc da. Ở đây chúng ta sẽ có những cái công nghệ trên cái vô lăng này là ga tự động cruise control này, rồi tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay, điều khiển bằng giọng nói, rồi thì gạt mưa tự động, đèn tự động, điều hòa tự động và màn hình giải trí trung tâm của xe kích thước 8 inch tích hợp bản đồ định vị kèm kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Accent thì có cái ưu điểm trong phân khúc là giá rẻ nhất này. Rồi thì cửa tôn rất là dày. Nó đóng cửa rất là chắc chắn. Nội thất thiết kế hài hòa, sắc nét. Vẻ ngoài thì là thể thao, có phần trẻ trung, năng động. Cửa sổ trái được trang bị cho phiên bản đặc biệt. Cùng em đến với cả hàng ghế thứ hai. Thì Accent có một cái hàng ghế thứ hai cũng tương đối là rộng. Hàng ghế thứ hai của Accent thì cũng là bọc da hoàn toàn, có những cái hộc để đồ tiện ích, rồi có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Thì trong phân khúc B thì vẫn có một những cái đối thủ mà chưa có cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau, thưa quý anh chị. Đấy, ghế của xe thì được ngả với độ ngả lưng ghế tốt. Chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ tiện lợi này, rồi có đèn trần phía sau rất là sáng. Với mức giá chỉ lăn bánh mà hơn 550 triệu một chút thì anh chị hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe Accent này. Bên ngoài xe thì sẽ có những công nghệ như là đèn pha tự động này, đèn pha tự động này tích hợp, đây là đèn hệ thống đèn chiếu bóng chiếu halogen chiếu qua bóng projector, có đèn chiếu check hỗ trợ vào cua, rồi đèn gầm cũng chiếu qua bóng projector cho chùm sáng hội tụ phá xương tốt hơn. Lưới tản nhiệt của xe thì cũng được mạ chrome khói rất là sang trọng. Gương chiếu hậu của xe thì cũng tích hợp xi nhan, rồi thì tích hợp sấy. Accent còn có tính năng đèn đổ từ xa cho cả hai phiên bản tự động, thưa quý anh chị. Phần đuôi xe thì chúng ta sẽ có cụm đèn hậu dạng LED, rồi có 4 cảm biến hỗ trợ lùi đỗ xe, camera lùi, có chia vạch. Cốp xe thì rất là rộng. Đó, cái kích thước của Accent thì hoàn toàn phù hợp cho quý anh chị có thể là đi gia đình, đi công việc và sử dụng rất là phổ biến. Phụ tùng của xe thì giá cả cũng rất là tốt. Dùng xe thì bên em bảo hành cho quý anh chị là 5 năm hoặc 10 vạn km thì không lo về vấn đề về hỏng hóc. Quý anh chị quan tâm đến Accent thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.